tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rười chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều. Mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền chao nghiêng. Theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu đưa gió đầy về rẫy ăn cơm. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ, sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao, gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong gói đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các quý vị lãnh đạo khách quý, thưa toàn thể các môn sinh, các câu lạc bộ dưỡng sinh thị trấn Như Quỳnh. Người cao tuổi là lớp người có nhiều kinh nghiệm, từng trải trong cuộc sống và đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Các cụ không những là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, cho các thế hệ trẻ, mà còn là tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng nghỉ của lớp người cao tuổi. Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2017, Hội Người Cao Tuổi thị trấn Như Quỳnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2017. Tại hội trường thị trấn Như Quỳnh, bằng những hoạt động sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, các câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi thị trấn Như Quỳnh tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh và liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm lần thứ 26 Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Sau đây là chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh xin được bắt đầu. Mở đầu là bài Đất Nước Lời Ru do câu lạc bộ dưỡng sinh chi hội Minh Khai đồng diễn. Xin kính mời các quý vị và các đại biểu thưởng thức. Dù có cuộc đời, dù con
cất lên từ ngàn đời. Mẹ ông cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa, là lâm quân cùng báo con đi ra nơi biển cả. Để đây nước mây vương vấn một
có những bản đồ của nó nên là chấp hành rất. Thank you.
Thank you.
một màu xanh như áo trắng để mẹ lại ru trong bao la. Thank you.
quý, thưa toàn thể các học sinh trong các câu lạc bộ dưỡng sinh và thị trấn. Người cao tuổi là lớp người có nhiều kinh nghiệm, từng trải trong cuộc sống và đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Các vị không những là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, cho các thế hệ trẻ, mà còn là tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng nghỉ của lớp người cao tuổi. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2017, Hội người cao tuổi thị trấn Như Quỳnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2017. Tại hội trường thị trấn Như Quỳnh, bằng những hoạt động sống vui, sống khỏe, sống mới cho gia đình và xã hội, các câu lạc bộ đã đồng diễn những bài thể dục dưỡng sinh vô cùng ấn tượng. Tiếp theo chương trình dưỡng sinh là chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu một màn múa của đơn vị chi hội phố Như Quỳnh được thể hiện. Xin kính mời các quý vị thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng giới thiệu một nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng Xe sẽ lên ngâm một bài thơ tác giả của Nguyễn Văn Trờ, hội viên của người cao tuổi của thị trấn Như Bình. Xin kính mời. Thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm 26 năm ngày quốc tế người cao tuổi thị trấn Như Quỳnh, tôi xin được phép ngâm bài thơ với tựa đề Phát huy truyền thống người cao tuổi, tác giả cụ Nguyễn Văn Trờ, thôn Như Quỳnh. Mừng ngày mồng 1 tháng 10 là ngày quốc tế hội người tuổi cao. Thank you.
hội Phương Như Quỳnh. Kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các cô hội viên thị trấn Như Quỳnh hôm nay, qua từ buổi sáng đến bây giờ, chương trình đồng diễn thể dục dân sinh, chương trình văn nghệ để chào mừng buổi lễ đã được khép lại. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các đơn vị đã tham gia thể dục dân sinh cũng như là văn nghệ chào mừng. Vậy chúng tôi xin kính mời các đơn vị Minh Khai, Như Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Ngô Xuyên, Hành Đạt và Phố Như Quỳnh đại diện của 6 đơn vị lên sân khấu. Và xin kính mời ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Như Quỳnh nên tặng hoa và tặng quà cho 6 đơn vị. Chúng ta bữa nay thật lớn để động viên 6 đơn vị đã tham gia tổ chức cho liên hoan diễn trình văn nghệ hôm nay. Love.